Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại Xiaomi trong phân khúc tầm trung thì các bạn có thể tham khảo qua chiếc Redmi Note 10S đang được bán tại Cellnet với mức giá là khoảng 5,5 triệu. Sau này thì sẽ có một số những ưu điểm, ví dụ như là màn hình AMOLED độ sáng rất là cao này, nó sẽ có một hiệu năng mức độ đủ dùng, camera cũng vậy, pin trâu tầm khoảng 5000 mAh, sạc 33W, có loa ngoài loa kép, có kháng nước kháng bụi. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua nhé. Và với mức giá này là chúng ta đã lựa chọn được phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128 rồi đấy, tương đối thoải mái cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Richard, bạn hỏi là: chú tư vấn cho cháu combo hai máy Android 15 triệu với. Máy thứ nhất cháu dùng các tác vụ bình thường nhưng phải chụp ảnh đẹp. Máy thứ hai thì pin trâu và chiến game ổn. Cháu chỉ thích Android nên mong chú tư vấn, chúc chú nhiều sức khỏe. Nếu mà với yêu cầu này các bạn thì với chiếc máy đầu tiên mình nghĩ tới đó là Vivo V21. Về cơ bản là trong tầm giá tầm trung thì V21 với cái mức giá là khoảng 8 triệu là chúng ta đã có một chiếc điện thoại chụp ảnh rất là đẹp luôn. Tác vụ bình thường của nó rất là ok. Vậy là bạn còn 7 triệu để bạn mua một chiếc điện thoại. Đấy, với 7 triệu thì bạn có thể mua một chiếc Redmi K40. Đây là chiếc điện thoại pin thì không phải là quá trâu nhưng mà ở mức độ đủ dùng. Và chiến game thì rất là tốt với con chip Snapdragon 870. Hoặc các bạn có thể tiết kiệm tiền hơn bằng việc là mua một cái Poco X3 Pro với việc là pin rất trâu lên tới là 5001, và cái con chip 860 cũng là con chip rất là tốt để bạn có thể chơi game được. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua hai combo đó nhé. Về cái mức giá 15 triệu cũng là một cái mức giá mà tương đối lớn rồi, nên là mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể ưu tiên mua hàng mới cũng được, vì hàng mới đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chúng ta thì cũng không nhất thiết phải nghĩ sang hàng cũ đâu. Tất nhiên nếu các bạn nghĩ sang những cái chiếc hàng cũ thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái sự lựa chọn. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể dành ra tầm khoảng chục triệu để mua một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, là chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp và những tác vụ khác thì rất là ổn, thiết kế đẹp các thứ nữa, màn hình xịn sò. Và 5 triệu thì chúng ta sẽ mua một chiếc LG V50, chip Snapdragon 855, hoặc là một cái Redmi Redmi K20 Pro chạy chip 855, chơi game cũng rất là ổn. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phong Nguyễn. Bạn hỏi là: em tham khảo rất nhiều video của anh nhưng chưa chọn được điện thoại phù hợp. Em muốn tham khảo các máy khác trong tầm giá của Oppo Reno 6 thì nên lựa chọn loại nào? Cảm ơn anh. Oppo Reno 6 là chiếc điện thoại mình đánh giá là có một số cái ưu điểm, ví dụ như thiết kế của nó này là ưu điểm này, cái màn hình của nó cũng là một ưu điểm này, hay là cái camera và cái sạc rất là nhanh. Nhưng mà trong cái tầm giá của Oppo Reno 6 thì mình thấy là cái chiếc Samsung Galaxy S20 FE là nó sẽ có phần nhỉnh hơn đấy. S20 FE sẽ có màn hình đẹp hơn này, sẽ có hiệu năng tốt hơn hẳn luôn, bộ nhớ trong cũng cao hơn. Camera thì mình vẫn đánh giá là Oppo Reno 6 hơn đấy, nhưng mà về bộ loa các thứ thì mình lại đánh giá là S20 FE sẽ nhỉnh hơn. Chính ra là trong cái tầm giá này các bạn có thể ưu tiên lựa chọn mua S20 FE, nó sẽ hợp lý hơn là Oppo Reno 6 đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tiến Nguyễn. Bạn hỏi là anh Trâm hỏi là bây giờ mua Mi Mix 3 về chiến game thì có ngon hay không, tại vì em thích thiết kế của nó. Cá nhân mình thì mình thấy là Mi Mix 3 là một chiếc điện thoại được đấy nhé các bạn nhé. Nếu bạn mua về để chơi game thì với con chip 845 thời điểm hiện tại vẫn có thể chơi game ổn. Đấy, tuy nhiên là cũng sẽ không được quá lâu đâu, chắc là bạn sẽ chơi game tầm 5,5 năm nữa thôi thì là thoải mái. Còn Mi Mix 3 thì mình thấy là cái màn hình của nó cũng rất là ổn luôn, với màn hình Super AMOLED, chỉ có điều là cái pin của nó thì hơi yếu đấy nhá. Pin 3200 là hơi yếu, và thêm một cái điểm nữa đấy là nó không có loa ngoài là loa kép, thì hai cái điểm này nó sẽ ảnh hưởng một chút đến cái trải nghiệm chơi game của bạn. Thì bạn có chấp nhận bỏ qua được hai cái điểm này hay không? Còn mình nghĩ là nếu mà bỏ qua được thì rõ ràng là Mi Mix 3 sẽ là một cái sự lựa chọn nếu như bạn có cái nhu cầu cần một sản phẩm độc lạ như vậy, thiết kế cũng khá ngon, được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn tên đọc không hay lắm. Bạn hỏi là Xiaomi năm nay đẻ nhiều quá nên trả chăm chút cho sản phẩm toàn lỗi, chú Dương nghĩ sao? Cá nhân mình thì mình nghĩ là đầu tiên là về xác suất thì hãng nào cũng sẽ có thôi, chẳng qua là nhiều hay ít. Đấy, và đồ điện tử thì nó cũng là hên xui mà. Tất nhiên Xiaomi năm nay thì đúng là nhiều lỗi hơn so với những năm trước thật. Ví dụ như lỗi Wi-Fi ở trên Mi 11 này, lỗi màn hình ở trên Redmi Note 10 này, hay là những cái lỗi chậm thông báo mà rất nhiều người dùng người ta đã nói từ ngày xưa rồi cơ. Đấy, nhưng mà thực sự là năm nay là cái năm mà tương đối nhiều lỗi nó đến liên tục như thế, nó khiến cho những sản phẩm Xiaomi bị người dùng người ta lo sợ. Đấy, thì cá nhân mình nghĩ là quan trọng nhất ý là hãng sẽ giải quyết lỗi này như thế nào. Ví dụ như với trường hợp của Mi 11 thì họ đổi lại máy này, xong rồi
tặng thêm 6 tháng bảo hành nữa thì ok. Đấy, nhưng mà cái đó chỉ là cái giải pháp tạm thời mà thôi. Chứ còn nếu mà cứ như thế này trong năm sau nữa thì có thể là người dùng người ta sẽ sợ không mua nữa. Đấy, đấy là vấn đề như vậy. Vậy nên là cái cách giải quyết tốt nhất bây giờ là gì? Đấy là phải tập trung vào sản phẩm. Ví dụ như các bạn ý này, cái trường hợp của Samsung họ đã từng gặp phốt với cả Galaxy Note 7, cái phốt về pin xong rồi điện thoại không được mang lên máy bay ấy. Nhưng mà họ đã giải quyết rất là đẹp bằng việc là hoàn lại tiền cho người dùng, xong rồi tặng thêm voucher để sau này mua những sản phẩm khác, rồi là ra phiên bản Note Fan Edition, gọi là Note 7 FE đấy, kiểu như thế đấy. Tuy nhiên là cái cách giải quyết triệt để tốt nhất là gì? Đấy là những dòng Note tiếp theo họ không gặp phải những lỗi như vậy nữa. Ví dụ như là Note 8 là đã thay đổi hoàn toàn này, Note 9 cũng rất là ngon này, Note 10 Plus, Note 10 rồi là Note 20 Ultra cũng vậy. Nên là đấy là cách mà họ giải quyết. Là quan trọng ở đây là gì? Đấy là thay đổi bằng chính những sản phẩm tiếp theo phải tốt hơn và không bị lắc mắc lại lỗi nữa. Còn ví dụ như LG đấy, các bạn biết đấy, tại sao bây giờ LG phải rút ra khỏi thị trường, bởi vì là có quá nhiều những lỗi vớ vẩn. Ví dụ như là G2 lỗi màn hình, G3 lỗi nứt mic, G4 lỗi đột tử, xong rồi V10 với cả G5 cái thứ để lỗi bóng mờ, rất nhiều các lỗi đấy mà nó xảy ra liên tiếp trong nhiều năm, nên thành ra là người dùng người ta quay lưng về điện thoại LG. Đấy là còn chưa kể là định giá lại quá cao trong thời điểm đầu mới ra mắt nữa. Đấy, thì mình nghĩ là quan trọng nhất là cách xử lý triệt để tận gốc thì chúng ta phải đợi đến tầm sang năm để xem Xiaomi họ giải quyết như thế nào. Còn lại thì những bạn mà mua điện thoại Xiaomi bây giờ thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì nói là cái xác suất là có nhưng mà nó không phải là xác suất nhiều, mà không phải là điện thoại nào mua nó cũng bị, nên là không phải sợ cái điều đó. Mà bị thì cũng sẽ có bảo hành mà lo gì. Quan trọng nhất là với số tiền chúng ta bỏ ra, chúng ta cảm thấy là cái giá trị nó mang lại nó là hợp lý hay chưa thôi, chứ còn không có điện thoại nào là nó hoàn hảo cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Người Máy. Bạn hỏi là lúc mới thành lập kênh Dương Dê thì anh Dương quay bằng điện thoại gì vậy ạ? Lúc mà mình mới thành lập kênh, mình sử dụng hai chiếc điện thoại để quay. Đấy là Samsung Galaxy Note 9 và iPhone 7. Đấy là hai cái chiếc điện thoại mà mình quay thời điểm mới thành lập kênh. Nhưng mà mình quay nhiều nhất là bằng Samsung Galaxy Note 9, bởi vì chiếc điện thoại đó lấy nét rất là nhanh. Tất nhiên mình quay đấy thì mình sẽ sử dụng với điều kiện là ánh sáng nó phải tốt một chút. Ngày xưa mình nói thật với các bạn chứ còn không có bóng đèn Kino như này đâu. Các bạn biết mình quay như nào không? Mình phải tranh thủ quay vào buổi sáng nhé các bạn nhé. Tranh thủ quay buổi sáng, mở cái rèm cửa ra để ánh nắng nó chiếu vào để mình còn quay video. Ui hồi đấy quay khổ lắm. Cái sau này thì có những cái nhà tài trợ, người ta tài trợ vào thì mình mua sắm thêm thiết bị quay. Mình mua thêm một cái Canon 700D. Xong sau này thì mình đổi lên cái chiếc Fuji XT3 để mà mình quay. Đấy, thì đấy là những cái mà mình sử dụng. Còn nếu các bạn hay theo dõi kênh của mình thì các bạn biết là ngày xưa thậm chí là mic thu âm như này còn không có cơ. Còn mình sử dụng iPhone 7 để mà thu âm đấy, nghe cho nó tốt. Đấy, thì đấy là những cái điểm, thời điểm khó khăn khi mà thành lập kênh. Và có những lúc mà phải lấy tiền túi ra, lấy tiền lương của mình ra để mà bù đắp và cho việc xây dựng kênh lên. Đúng không ạ? Đấy. Còn tất nhiên ai cũng sẽ phải trải qua những cái thời gian khó khăn như thế. Thì mình cũng rất là hy vọng những bạn sau này mà có theo đuổi cái ước mơ làm YouTube thì chúng ta cũng sẽ lên từ từ. Đấy, rồi dần dần sau này, nếu mà quan trọng nhất là cái gì, đấy là nội dung của bạn tốt thì kênh sẽ tự lên. Và khi kênh lên thì bạn sẽ có tài trợ, và có tài trợ thì chúng ta sẽ có tiền để mà update thiết bị quay, update thiết bị thu âm các thứ nữa. Đấy. Nhưng mà cốt lõi của vấn đề không phải là thiết bị nào quay, mà là nội dung chúng ta làm như thế nào. YouTube thì thực ra là nó không phải là cái nền tảng nó quá kén thiết bị quay đâu, thực sự là như vậy. Mình biết là có những cái video quay rất là đơn giản thôi, chỉ quay bằng điện thoại thôi, họ quay vlog rất nhiều nhưng mà được cả triệu view. Nhưng mà đấy là những cái về làm những cái giải trí các thứ. Chứ còn kênh của mình thì chỉ tập trung vào công nghệ, nên là view cũng sẽ không thể nào mà cao so với những kênh giải trí khác được. Nhưng thôi cứ túc tắc chúng ta làm. Và quan trọng nhất ý, là làm ra mà có người xem đã là tốt rồi, được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, hỏi về Mi 11 Lite 5G đây. Bạn hỏi là đầu tiên là camera của nó có thật sự tốt hay không? Nhu cầu chụp ảnh sống ảo cao. Thế thì camera của nó rất là bình thường, đặc biệt là trong cái việc là chụp ảnh ngược sáng thì tương đối tệ. Đấy, và thiếu sáng thì cũng không được tốt. Thứ hai là chip 780 thì có xứng đáng ở trong tầm giá đó hay không? Đây là một con chip rất mạnh ở trong tầm giá. Con chip này thì nó phải ngang với chip Snapdragon 855 và nó có 5G. Con chip này chơi game ổn, và nếu bạn không chơi game nhiều thì ok, nó sẽ hỗ trợ cho bạn sử dụng rất là lâu dài mà không sợ bị lỗi thời hay là yếu đi về mặt hiệu năng nhiều. Và có nên đợi Mi 12 ra mắt để điện thoại giảm giá rồi mua hay không? Không nên đợi. Tại sao lại như thế? Bởi vì là
thường là những cái sản phẩm Xiaomi thì họ đã định giá rất là tốt rồi. Và kể cả các bạn có chờ đợi những sản phẩm Xiaomi đời mới ra mắt thì những cái sản phẩm Xiaomi cũ nó không giảm giá nhiều đâu. Và thậm chí là mình nghĩ là có thể là sẽ hết hàng để bán. Nên là vấn đề chờ đợi để mà giảm giá thì là không đâu nhé bạn nhé. Nó khác với iPhone ấy, kể cả bây giờ các bạn tìm những sản phẩm iPhone đời Napoleon rồi chúng ta vẫn có thể mua được. Nhưng mà tìm những sản phẩm Xiaomi cũ là không dễ đâu. Ít lắm, nghĩa là những cái sản phẩm Xiaomi cũ mà đời sâu sâu một tí là không dễ đâu. Có thể là cách đây một vài năm thì ok, chứ còn cách đây khoảng 4-5 năm thì khó lắm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Khoa. Bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi tại sao công nghệ quét mống mắt của Samsung hiệu quả như vậy mà không được tận dụng cho các đời sau. Câu hỏi khá thú vị. Mình cũng rất là tiếc cái việc bỏ đi cái cảm biến mống mắt, bởi vì là cái mống mắt ấy chính ra là mình thấy rất là tiện đấy chứ. Cho nên đeo khẩu trang vào chúng ta vẫn có thể sử dụng mống mắt này được, đúng không ạ? Bây giờ mà nhận diện khuôn mặt 2D mà đeo khẩu trang vào thì cũng lại phải xét lại rất là mất thời gian trong đợt dịch lần này, đúng không? Còn vân tay thì nếu mà bạn đeo găng tay vào thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể sử dụng được vân tay bên trong màn hình rồi. Hay là kể cả vân tay bên ngoài thì không thể sử dụng được nếu ta đeo găng tay vào mùa đông. Vậy nên là mống mắt sẽ là cái nhận diện sinh trắc học mà mình thấy là hợp lý nhất đấy. Kiểu gì mắt chúng ta cũng phải mở ra để mở khóa, đúng không ạ? Tuy nhiên rất là đáng tiếc bởi vì những lý do như sau này. Lý do thứ nhất, đấy là cái cảm biến mống mắt đó nó sẽ chiếm dụng rất là nhiều không gian ở bên trong và nó sẽ khiến cho nhà sản xuất không thể làm cái viền nó mỏng được. Điển hình bây giờ, thay vì việc làm cảm biến mống mắt thì Apple đã làm cái nhận diện khuôn mặt 3D, và cái nhận diện khuôn mặt 3D đó nó khiến cho Apple phải sử dụng cái tai thỏ rất là lâu cho đến tận bây giờ. Đấy. Cái điểm thứ hai nữa đó là Samsung họ làm được cái cảm biến vân tay ở bên trong màn hình và nó rất là nhạy rồi thì cũng không nhất thiết phải có thêm cảm biến mống mắt làm gì, và người ta sẽ sử dụng nhận diện vân tay bên trong màn hình. Hoặc nếu mà vẫn muốn nhận diện khuôn mặt bằng cái việc vẫn muốn mở bằng nhận diện khuôn mặt thì họ sẽ sử dụng cái nhận diện khuôn mặt 2D. Thực ra là 2D thì nó không mang tính chất bảo mật cao ở trong thanh toán thì chúng ta có thể sử dụng vân tay để mà thanh toán, còn nhận diện khuôn mặt 2D chỉ sử dụng với mục đích mở khóa thôi thì nó rất là nhanh, nó nhanh vô cùng luôn. Còn lại thì mình nói thật luôn chứ không ai rảnh hơi đến mức độ là chụp ảnh xong rồi in ra tờ giấy xong rồi để mà mở khóa nhận diện khuôn mặt 2D đâu. Thật đấy. Nên là mình thấy là như bây giờ là ổn rồi. Và mống mắt bỏ đi thì cũng là cái xu thế thôi. Đấy. Hơi đáng tiếc nhỉ. Thực ra là Samsung không phải là hãng đầu tiên đâu, mà mình nhớ không lầm là Microsoft ngày xưa họ làm mấy cái kiểu Windows Hello ở trên mấy cái máy Lumia ấy, là đã có nhận diện mống mắt rồi đấy. Nhưng mà nó không thể nhanh bằng được của Samsung đâu. Samsung thì nó làm tốt lắm. Đấy. Rồi, hơi đáng tiếc. Và như vậy là câu hỏi của bạn Anh Khoa cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.